Độ khí hậu với các hình thái thời tiết cực đoan đang ngày càng khắc nghiệt. Tại nước ta, trong một tháng qua thì cả nước đã liên tục ghi nhận hơn 30 trận mưa đá, trong đó có những trận mưa đá kỷ lục và hiếm gặp. Mới đây nhất, tối ngày 2 tháng 5, mưa đá đã xuất hiện tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Những viên đá đã xuyên thủng mái nhà của gần 600 hộ dân, làm hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt. Trận mưa đá rất lớn đã trút xuống nhiều nơi tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu của Sơn La, Mai Châu của Hòa Bình. Những viên đá lớn như quả trứng gà rơi xuống với mật độ dày đặc phủ trắng mặt đất, gây thiệt hại lớn về rau màu và cây ăn quả. Tại Nghệ An, ngày đầu tháng này mưa đá cũng đã bất ngờ xuất hiện tại huyện Tương Dương. Hạt đá to, dày đặc chưa từng thấy. Nhiều viên to bằng nắm tay đã làm hư hỏng nặng hơn 30 mái nhà bằng tôn và fibro xi măng. Mưa đá xuất hiện nhiều như vậy là do nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Theo thống kê, tháng 4, nền nhiệt trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 2 đến 3 độ C, thậm chí có nơi cao trên 4 độ C. Với nền nhiệt cao cộng với tác động của không khí lạnh yếu từ phía Bắc di chuyển xuống, tương tác với nhau khiến mưa đá liên tục xuất hiện. Trong cái thời gian tới thì cái hiện tượng dông lốc sét mưa đá này có khả năng còn xảy ra ở mạnh nhiệt hơn so với trung bình nhiều năm. Giao mùa tháng 5 và nửa đầu tháng 6 ở miền Bắc cũng như miền Trung và ở phần phía Nam thì và cái đoạn tháng 5 thì bắt đầu gió mùa Tây Nam, ở cái thời đoạn tiền gió mùa bắt đầu nó hoạt động thì khả năng xảy ra cái hiện tượng mưa dông chuyển mùa bắt đầu nó xuất hiện thì cũng làm gia tăng cái hiện tượng dông lốc sét và mưa đá ở cái khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Để hạn chế thiệt hại do mưa đá gây ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, kiểm tra tình trạng của mái nhà và gia cố lại mái nhà. Nếu đang đi ngoài đường mà gặp mưa đá, nên lập tức dừng lại và tìm chỗ trú, đội mũ bảo hiểm. Khi ở trong nhà không kiên cố, nên tìm nơi có thể trốn được như là gầm bàn, gầm giường, tìm các vật cứng để che đầu. Với cây trồng hoặc hoa màu dễ bị dập nát, có thể dựng dàn ni lông hoặc là lưới che.